Kính chào quý vị khán giả. Sáng hôm nay thì là buổi sáng thứ hai mình quay trở lại với Hà Nội. Thật sự là lâu lắm rồi, phải nói có khi hơn 2 năm mới quay trở lại. Mọi thứ bây giờ nó giống như mới toanh vậy đó. Sáng nay đi dạo một vòng xung quanh cái bờ hồ rồi chụp ảnh rồi chụp cái cảnh đời sống rất là dễ thương luôn. Giờ sáng đi ăn sáng thì mình nhớ là cái đường này có một cái quán phở gà rất là ngon, phở gà xôi gà rất là ngon, rất hấp dẫn ở đường Bảo Khánh. Mình đi tìm lại cái quán này cũng giới thiệu với bà con cô bác ha. Ở đây phở xôi gà 20 Bảo Khánh đây rồi. Đúng rồi, cái quán này ngày xưa mình có ăn một lần mà mình không nhớ, mình như mình chưa có quay luôn. Bữa nay bây giờ mình quay trở lại, mình muốn quay cho bà con bác xem nha. Quán này thấy giờ đơn giản cho đó mà hấp dẫn lắm. Siêu hấp dẫn. Quý vị các bạn thấy không? Nhìn cái nồi nước lèo thôi là thấy đã rồi. Trời ơi, gà đây tươi rồi đói luôn, chịu không nổi luôn. Xỉu luôn. Ở đây là chuyên trị phở gà nha quý vị các bạn thân mến. Chuyên trị phở gà. Rồi chặt bò hút chừng. Tại vì hôm nay không có người quay phim cho mình. Mình đi công tác gấp cho nên là mình tự xử luôn. Với lại hấp dẫn lắm. Gà không biết gà đây họ làm sao mà gà vàng ươm mà ngon quá. Cho một phở bán 3 đi em ơi. Hơi đông, sáng nay hơi đông. Đây cái quán nhìn cũng cái nhà nó nhìn nó cổ xưa. Cái kiểu của chất của dân của người Hà Nội á. Chút xíu chắc mình phải đi lên lầu á, ở dưới đây hết chỗ rồi. Chào em. Rồi, anh quay chút xíu, anh quay. Thấy hấp dẫn quá, anh quay trước anh. Gà tươi rồi gói luôn. Làm sao mà chịu nổi. Ôi gà này làm sao mà nó vàng quá vậy ta, cái da nó ngon quá vậy. Anh gà này nuôi 1 năm tuổi rồi à, à, mua 1 năm tuổi hả? 1 năm ạ. À 1 năm. 1 năm bắt đầu mới thịt. Trung bình một con bao nhiêu ký ta? Con này của em thì trên dưới 1 ký hả? 2 cân 7. 2 cân 7 hả? Chị này chắc chủ quá, chắc chủ quán quá hả? Dạ vâng ạ. Ủa quán mình không có để tên, không có để tên chị hả? Nhà em có Huyền Hương đấy ạ. Hả? Huyền Hương ạ. Huyền Hương, à là tên chị hả? Dạ, mình không để cái tên luôn, mình chỉ thấy là cái quán phở gà ngay chỗ 20 đường Bảo Khánh thôi mà mình không có, không biết tên bà chủ. Dạ, bữa nay mới được diện kiến bà chủ nè. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Rồi. Trời, mình cầm máy mình còn xỉu nổi nữa. Ủa, mấy cái này có cái bọng gà này đúng không? Ủa, cái này ngon lắm nha. Cái này nấu cái nước nó ngọt lắm. Cái này bỏ nước lèo ngon, hơi bị ngọt rồi. Ở trong kia hay có cái bún măng gà đó, người ta hay bỏ mấy cái bọng gà này, cái xương gà này. Đúng không? Bỏ vào ninh ngon đúng không? Mai bán thôi. Da gà. Cái này mà nhìn chắc bà xã tôi quá chịu không nổi đâu. Bạn này bạn xé ra sẵn rồi xong đưa qua bạn kia cắt nhỏ đúng không? Không biết là lát gọi gì cho nó ăn ăn cho đã ta. Trời ơi, lâu quá mới ra quay trở lại Hà Nội, làm sao gọi cái gì mà ăn cho xỉu luôn.
một tô đầy đủ hả? Một tô đầy đủ, đầy đủ với lại một dĩa, một đĩa gà chặt nha. Ôi ôi ngon quá à, nhìn. Ba phở đi em ơi, 15 bao ấy. Rồi quán đông khách ghê. Sáng mà đi ra Hà Nội mà đi tìm những cái quán nhà ăn này thú vị lắm nha bà con, rất là thích luôn á. Ở đây rất gần với bờ hồ Hoàn Kiếm, hồi xưa mình ở khách sạn ở đây cho nên mình mới biết cái quán này, mà trước mình ăn mình gấp quá mình không có quay được, không kịp quay. Tự nhiên bữa nay sáng nay tự nhiên bỗng thèm phở gà. Lát cho anh một bát nhiều hành nha, bát siêu nhiều hành nha. Rồi có chỗ chưa, lên nào. Gà hấp dẫn quá, muốn quay hoài luôn á. Trời ơi, đông quá, đông quá, đông quá. Khách đông quá, bà con bác thân mến ơi. Trời ơi, hôm nay đi công tác góp thành ra là không có quay phim đi theo. Mà thôi, mình thấy cái quán này hấp dẫn quá, tranh thủ tự xử luôn. Gì chứ, comment mà thấy có cái gì mà ngon là là thôi, tự xử luôn à. Cho nên là có cái gì chưa hấp dẫn, chưa xuất sắc lắm thì bà con bác mình thông cảm giùm nha. Dạ. Chủ yếu là giới thiệu địa điểm ăn ngon để bà con các bác có ra đi ra Hà Nội, đặc biệt là ở cái khu vực mà Hồ Gươm, Hồ Hoàn Kiếm thì mình biết mình tìm mấy cái quán ngon ngon nha. Dạ. Quay xong clip này chắc bà con bà bác khen, không biết ai quay đẹp quá ha. Dạ, comment đích thân quay đó, tại vì không có quay phim, tự quay tự xử luôn. Lát nữa nhờ cái bạn hồi nãy là mà quay mở cảnh là nhờ một cái bạn phục vụ ở đây á, các bạn quay dùm á. Đó, chị Huyền Hương ngồi đằng sau chú gà. Đấy. Rất khiêm tốn, chỉ ngồi đó đếm tiền thôi chứ không làm gì hết trơn á. À, quán đắt quá. Rất sạch sẽ nha bà cô bác. Rất là nhộn nhịp, rất là tất bật nhưng mà rất là sạch sẽ, cái điều đó là điều quan trọng.
thì phải chụp trước đúng. Rồi em để đi bên em. Trời ơi. Xỉu. Trời ơi, hôm nay mình ăn hết rồi. Ôi có xôi nữa. Rồi. Vậy ăn gì trước cho ta? Sớm chắc sớt cho anh Sơn bớt ít xôi quá. Sơn xôi không Sơn? Sơn no rồi. No rồi hả? Cũng làm miếng đi. Nè. Nhiều quá hả? Sao em ăn hết rồi? Cái này là con mắt to cái bụng quá. Rồi đang này trước cho nóng đi. Xong mình chuyển qua cái kia. Người ta ăn xôi trước hay em phở trước ta? Khó biết quá ha. Ăn xôi trước hả? Ăn xôi trước hả? Thôi mình đổi lại đi. Người ta ăn xôi trước mình ăn phở trước đi. Sợ nó nóng quá, sợ nó mới hết nóng, hết ngon. Phải thử cái nước trước nha. Trời ơi, nước nó ngọt một cách tự nhiên. Một cái nồi đó mà một đống rất là nhiều xương gà của đó. Và luộc gà thì sao mà nước ngọt đỉnh luôn. Nhìn đến nước là rất là vừa ăn rồi, tức tắc rồi. Bây giờ mình nhưng mà mình vẫn phải theo kiểu của mình á, đây tương ớt, đây là tương ớt Bắc nè. Đó. Ăn cái này phải ngon với tương ớt Bắc. Rồi mix vô đây một chút xíu. Đó, hãy ăn theo cách của bạn. Bạn thích kiểu gì bạn ăn kiểu đó. Rồi thêm một xí nước mắm vô. Đó, cho nó thơm. Nhiều quá, chút xíu thôi. Rồi, ok. Cái nước tương này lát nữa để ăn với lại xôi. Đó, ở đây người ta ăn xôi với nước tương. Rồi, thôi, vậy là đủ rồi đó. Rồi dắt miếng chanh vô nữa. Rồi bắt miếng chanh vô nhé. Nó luôn luôn phải có ít chanh, ít ớt. Lên. Cái này là ít lá chanh cho thơm. Hôm nay là coi như là phải nhờ tới bạn phục vụ ở quán này quay phim dùng. Không có người quay. Quán ngon quá phải quay chứ sao đúng không? Có gì khán giả. Dắt thêm miếng chanh vô đây nữa. Lát mình chấm nó đã, chấm gà mới ngon. Đó, quậy lên. Đó. Rồi thêm một ít nước mắm vô. Rồi ớt. Ớt. Cho thêm ớt em nha. Dàn giáo không đủ mệt rồi. Rồi đây đó. Đó. Giờ chấm thử miếng gà nè. Ôi, gà thơm chưa đòi đói. Còn là theo cái da nó vàng ươm mà nó vừa mỏng rồi, nó không có quá dày. Nó giòn giòn, nó sực sực. Quá ngon. Quán này dám có trại gà lắm nha. Hôm qua thời tiết coi như là nó nóng. Chưa bao giờ mình thấy một cái nóng mà mình ra Hà Nội mà nóng kiểu vậy luôn. Nóng mà mồ hôi một cái mình dễ dại luôn. Tự nhiên cái tối mà mưa ủ đá ra rồi xong sáng vậy trời nó mát rượi. Đi bộ ra chỗ hồ Hoàn Kiếm có sướng gì đâu á. Đi bộ mấy thằng
gần 30 phút xong giờ vô đây quốc một tô phở nữa, bá đạo. Hay quá, bé quay phim quay giỏi quá cưng, chọc nó cười quay đung tay luôn. Ngày là sáng thứ ba ngày 19 tháng 7, quay xong ấp lên này cái là buổi trưa luôn cho bà con bác ăn trưa cho ngon. Trứng non trời, gà quá trời gà luôn. Một lần nữa xin được nhắc lại, đây là số 20 đường Bảo Khánh nha, món phở Huyền Hương, phở gà Huyền Hương. Dạ, chị chủ rất là dễ thương, thì chị ngồi chị rất chăm chú vô công việc luôn. Dạ. Cái việc quan trọng nhất của chị là chỉ đạo và đếm tiền, tại khách đông quá. Chỉ mà coi clip mình không dắt nên chị chửi mình quá. Mình đồng thiệt, khách rất là đông luôn. Ở đây quán này tới 3 tầng. Mình đang ngồi xuống tầng 3. Tại vì ở dưới tầng, cái tầng kia là full hết. Có tầng 3 chắc là mấy ông già, mấy người lớn tuổi còn ngại lên. Nên mình mới lên tận tầng 3. Trời, gà ngon quá được chưa? Những trời khói còn bốc nghi ngút. Tiếp tục. Đây không có bán phở bò nha, chỉ bán phở gà thôi. Nãy mình quay lu bu quá, mình quên hỏi cái quán này chắc cũng lâu đời đó. Vậy chắc cũng phải mấy chục, ít nhất chắc phải 20 năm quá. Bán này mấy chục năm vậy con trai? À, không biết hả? Con làm ở đây 4 năm rồi. Ồ. Mềm nó. Chả anh đi là chị thử và em làm phở cơm cho chị nhé. Trời, gan gà, mình cực kỳ thích cái gan gà. Cái món mà mình nghĩ quý vị khán giả không nên bỏ qua, không được phép bỏ qua, đó là phở. Cái phở Hà Nội nó khác lắm, cái vị của họ nấu thanh lắm, không có quá nhiều gia vị giống như là trong Nam mình, mà càng ăn càng thích. Và chính vì vậy cho nên mình nêm nếm nó rất thoải mái, thích thì thôi thêm nước mắm, thích thì thêm tương ớt, thích thì thêm gì đó tụi mình không. Nãy giờ mình để ý cái bánh phở nè. Cái thợ bánh phở nghĩ rồi. Vừa ăn vừa nói mà nó không có, vẫn không nở, nó không có nở ra, nó không có bị nở cái lát ra. Mà trộm vía nha, nói cái sợi này nó giống cái sợi phở ăn liền của mình mới làm. Đúng không? Mọi người thấy cái sợi kích thước nó giống nè.
màu gà luôn rồi, đọc chưa? Ăn phở gà bao nhiêu năm mà chưa bao giờ ăn cái này luôn á. Rồi thử á. Có khi nào ăn cái mồng gà, ăn cái mồng màu gà này xong rồi mọc tóc luôn ta. Vui ạ. Giòn giòn nó sực sực, cái này chắc là nhiều collagen lắm à. Ủa, lạ nha, có món phở không? Phở màu gà, phở màu gà, phở màu gà. Bà con lát mình mà có ra đây ăn thử nhớ order món này. Một con gà nó chỉ có một cái màu, nó có hai cái đùi và nó có hai cái cánh, nhưng nó chỉ có một cái màu và một cái phao câu, đúng không ạ? Mà phao câu thì mình đã không ăn được rồi, thành ra là mình quyết định mình sẽ ăn cái này. Bắt đầu khách ra đông rồi. Quẩy này là quẩy mà bắt nó nhỏ, nó giòn. Mình cũng sợ, sợ béo lắm, nhưng mà ra đây mà ăn là phải ăn cái này. Chấm như nước phở, rồi bá đạo. Kia thì có bánh mì, ăn món gì cũng hay bỏ bánh mì, còn đây bỏ quẩy vô. Làm miếng xôi ra, kêu cho anh Sơn ảnh không ngoài, anh no anh lên anh gọi trước á, anh no anh xốp trước thành ra rồi. Phải ăn thử xôi mà sao ha, mình cũng không có phải tính đồ của xôi, nhưng mà thấy cái dĩa xôi, cái xôi cái nếp này nó trắng tươi à, nó ngon quá. Nhưng mà rất nhiều người rất là thích xôi, mình không hiểu tại sao, mình không mê xôi lắm. Xôi thì ăn với nước tương, nhưng mà gà thì chấm với muối nha.
Trứng non này hấp dẫn quá, nhìn cái màu luôn. Phở gà là ăn với phần như này, dĩa kêu thêm một dĩa. Mình đi mà thí dụ 3-4 người á, mình ăn tô phở xong mình kêu thêm một dĩa, một dĩa gà chặt với lại thêm trứng non với lại, dạ rất hợp lý nha bà con. Trứng non ở đây họ luộc cũng khác lắm. Mình mới cắn thì mình đã biết là giống như luộc gần như lòng đào rồi đó. Ồ. Hấp dẫn thế nào. Đây mình bỏ miếng xôi vô. Mà cái quán này ăn rồi mình quay trở lại cái quán vẫn còn bán, mà lúc trước không có quay được. Quán phở gà Huyền Hương ở số 20 đường Bảo Khánh, quận Hoàn Kiếm, rất gần với Bồ Hồ, đi bộ mấy bước là vô. Bà con bác mình có đi ra Hà Nội là được ở cái khu vực Hồ Hoàn Kiếm, rồi con mang ghé ăn thử nha. Phở gà Huyền Hương một lần nữa, 20 đường Bảo Khánh. Chúc chắc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả.